Xin chào các bạn, đây là kênh YouTube của Báo Điện Tử VOV. Bản tin bóng đá trong nước và quốc tế của chúng tôi hôm nay có những nội dung sau đây. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 25 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân tập chính thức Fred Taylor Park để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2 World Cup nữ 2023. Buổi tập này sẽ diễn ra vào buổi chiều giờ New Zealand sau khi các cầu thủ được nghỉ ngơi trọn vẹn buổi sáng. Đáng chú ý, buổi tập hôm nay của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là buổi tập kín, không có hoạt động tác nghiệp của phóng viên cũng như sự có mặt của các cổ động viên. Huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam có sự tập trung cao nhất cho trận đấu phía trước. Sau những gì đã diễn ra ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là đối thủ đội tuyển nữ Việt Nam có thể hy vọng ghi được những bàn thắng trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn là có điểm số trong lần đầu tiên dự World Cup. Buổi tập ngày hôm nay cũng là buổi cuối cùng đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Auckland. Ngày mai ngày 26 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ di chuyển đến Hamilton, thành phố sẽ tổ chức trận đấu đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7. Ngày 25 tháng 7, World Cup nữ 2023 tiếp tục diễn ra với 3 trận đấu. Trong cuộc đọ sức diễn ra sớm nhất, Hàn Quốc đã hoàn toàn lép vế trước đối thủ Colombia, đại diện Nam Mỹ áp đảo từ đầu trận và dễ dàng có được 2 bàn dẫn trước ngay trong hiệp 1. Phút thứ 30, Usme dứt điểm chính xác quả phạt đền, mở tỷ số cho Colombia. Đến phút thứ 39, tài năng trẻ Caicedo dứt điểm từ xa hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng đương kim Á quân Nam Mỹ. Trong trận đấu vào buổi trưa, đại diện Đông Nam Á Philippines đã tạo nên bất ngờ lớn. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với New Zealand, nhưng Philippines không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn có được bàn thắng định đoạt số phận trận đấu. Phút thứ 24, Bowden bật cao đánh đầu chính xác sau quả tạt của đồng đội để ghi bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng tối thiểu cho đội đương kim vô địch Đông Nam Á. Đáng chú ý, đây là chiến thắng lịch sử của bóng đá nữ Philippines ngay trong lần đầu tiên đội bóng này dự một kỳ World Cup nữ. Trận đấu muộn nhất trong ngày diễn ra giữa đội tuyển nữ Na Uy và đội tuyển nữ Thụy Sĩ, hai đại diện châu Âu có trình độ tương tự nhau đã tạo nên một cuộc đối đầu tương đối hấp dẫn. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi trong suốt 90 phút, trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Với kết quả này, chưa đội bóng nào ở bảng A giành quyền vào vòng loại trực tiếp sau 2 lượt trận đầu tiên. Man United bất ngờ bố trí thêm một trận giao hữu ở mùa hè 2023 khi chạm trán đối thủ Wrexham. Theo dự kiến, Quỷ Đỏ sẽ chạm trán Real Madrid vào sáng ngày 27 tháng 7 và trận đấu với Wrexham không có trong lịch trình. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ có thêm kinh nghiệm cọ sát, huấn luyện viên Erik ten Hag đã quyết định sẽ tổ chức thêm trận đấu giao hữu với Wrexham vào sáng ngày 26 tháng 7. Trận đấu này sẽ diễn ra ở thành phố San Diego, Mỹ. Wrexham chỉ là đội bóng thi đấu ở giải hạng 4 của bóng đá Anh. Xét về thực lực cũng như tên tuổi, câu lạc bộ này không thể so sánh với đội bóng danh tiếng như Man United. Tuy nhiên, trong một trận đấu, Quỷ Đỏ chỉ dùng các cầu thủ trẻ. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đọ sức không dễ dàng với đội bóng có nhiều cổ động viên nhất thế giới. Dự kiến, Man United sẽ còn 4 trận giao hữu trong mùa hè 2023 trước khi chính thức bước vào mùa giải mới 2023-2024. Thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ khởi đầu mùa giải tiếp theo bằng trận đấu ở vòng 1 ngoại hạng Anh vào ngày 14 tháng 8. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh YouTube của Báo Điện Tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.